Chào các em, đây là cái video nâng cao về AI hay cốc cốc. Video này thầy sẽ nói về cái việc mà sử dụng AI hay cốc cốc để đọc một file PDF bất kỳ ở trong cái máy tính mà rất là nhiều bạn không biết được. Hỏi thầy rất là nhiều nhưng mà thầy chưa có thời gian rảnh để trả lời nó. Thì bây giờ là vào trong cái AI hay cốc cốc, chưa. Để đọc được file PDF á, thì cái file PDF đó phải là một cái trang web và nó phải xuất hiện ở trong cái trình duyệt này. Em không thể nào mà mở cái file PDF, ví dụ thầy có một cái file PDF như thế này, em không thể nào mà mở nó ra đọc như thế này, hay không thể nào mà dịch nó được, tại vì cái file nè nó mở từ cái hàng file chấm xịt xịt khối lợi, thì ai có không thể nào làm việc được ở đây. Vì thế để chuyển cái file PDF này thành dạng một cái trang web á, thì chúng ta sẽ phải sử dụng cái script.db. Chúng ta sẽ phải up cái file này vào script.db.com, script.db.bd.com, script.bd.com. Thì ở Việt Nam thì nó sẽ chặn cái trang web này. Thầy đã lựa chọn rất là nhiều cái website để mà chuyển cái file PDF thành dạng một cái trang web và để đọc trực tiếp ở trên cái trình duyệt Chrome này. Nhưng mà chỉ có cái script.bd này là cái mà tốt nhất, mà có thể giữ được cái hình dáng thực của cái file PDF này, tức là giữ được cái giao diện hình ảnh, âm thanh, hình ảnh, những cái mà khối chữ lợi hay là những cái text của nó. Còn những cái trang khác như Google thì đều không thể nào mà ấy được. Thì bây giờ một số bạn sẽ không vào được trang script.bd này, thì thầy sẽ chỉ cho em để mở cái script.db này. Thì em phải chỉnh cái DNS qua là dạng của Google. Em nhấp chuột phải vào cái này. Thầy đang xài dây cáp cho nên nếu mà wifi thì cũng vậy thôi. Nhấp chuột phải chọn Open Network Sharing Center ở đây nè. Sau khi chọn đó thì cái internet nè, Access Type Internet nè, nó đang được truy cập vào internet đó. Cái network của em á, nó sẽ hiện ở đây. Nếu wifi thì sẽ hiện cái wifi, thì em sẽ chọn cái mục connection này nè. Chọn cái tên của nó, nhấp vào nó một cái thôi thì sẽ hiện ra cái bảng status của cái wifi của em. Nhấp chọn property. Chọn property. Sau khi property xuất hiện rồi đó, thì chọn cái này, chọn cái Internet Protocol version 4 nè, kéo xuống. Thì đây em chọn là use the following DNS server address, chọn cái này và đây chỉnh là 8888844, và bấm OK một cái. Thì từ đó em có thể truy cập vào website được cách rất là bình thường. Rồi, cứ truy cập vào website này. Thì để up được lên trên website này thì em phải có cái tài khoản ở đây. Phải có tài khoản của mình ở đây. Thì em có thể thấy là chọn cái sign in này, bấm vào sign in. Nếu mà chưa có sign in thì em có thể đăng nhập bằng cái Facebook, hoặc là not a member nè, chọn join today. Có thể đăng nhập bằng Facebook hoặc là tạo một cái tài khoản của script.bd này. Thì nếu mà làm biến tạo thì cứ nhấp đăng nhập bằng Facebook nếu mà em có tài khoản Facebook. Còn không thì sẽ tạo tài khoản. Tạo tài khoản rất là dễ dàng, cứ nhấp vào nút đó thì chọn cái tên, cái tên của em thôi. Ví dụ như thầy chọn tên Hoài, email của thầy là bsoy@new. Thầy có cái tài khoản của thầy rồi, new nè, @gmail.com. Cái mật khẩu của thầy sẽ đánh cái mật khẩu vào. Rồi, chỗ này là send rip to thầy, thì mình bỏ dấu tích cũng được, tức là gửi những cái thông báo từ script.bd này đến với tôi. Thì tắt, không muốn surprise cho nó thì mình tắt, mình cho now một cái. Mà cho now thì nó sẽ tạo một cái tài khoản cho mình. Và khi mà thành công á thì em sẽ rất là đơn giản thôi. Cái tài khoản của bạn Hoài đây. Bây giờ là mình sẽ vào cái Gmail. Vào Gmail thử. Thì lúc này nó sẽ cho mình cái link để kích hoạt bsoy@new của thầy đây. Thì khi mà vào đây á thì mấy em sẽ chọn cái mục upload cái file em muốn mà nó chưa ra thì thôi, từ từ nó sẽ ra. Thì để ấy cái file PDF á, thì vào cái mục upload của nó, nhấp vào cái nút upload này. Khi mà đăng nhập vào thì mới có nút upload. Sau đó là kêu mà kéo thả cái file ở trong cái máy tính của bạn vào đây. Kéo thả cái file. Thì đây trong script PD này á thì thầy có chèn cái mục là chèn trước title, chèn sau cái title và phần mô tả ở đây. Ví dụ như thầy chèn trước title là ví dụ như
tràn vào, tức là khi mà up lên đó thì nó sẽ tự động tràn vào. Ví dụ như thầy tràn vào từ BS Worldwide, BS Worldwide, BS Worldwide, cái tràn sao title thầy sẽ tràn cái http 2.cc cái website của thầy bsworldwide.ga là xong. Cái phần mô tả thì khỏi cần phải mô tả gì cả, thầy sẽ thử cái này thôi. Rồi sau khi xong hết rồi đó, thầy sẽ kéo thả cái file này vào trong này, kéo thả vào vị trí này nè, vào cái khung này nè, kéo thả vào, thì nó sẽ upload ở trên vào đây. Tại vì cái file của thầy là tới 23.1 mê lượng, cho nên là cái thời gian upload nó sẽ khá là lâu, và cũng như là cái thời gian xử lý của cái file này nó cũng rất là lâu. Vì thế thầy sẽ phải up một cái file khác. Ví dụ như thầy sẽ 50+ mê nè, thầy sẽ up một cái file khác. Up file khác thì nó dễ hơn, thầy sẽ mở bằng cái trình đọc file PDF Acrobat Pro của thầy lên. Up lên thì nó cũng khá là nhanh, nhưng mà cái thời gian mà để nó xử lý cái file đó thành cái file mình có thể đọc được đó, nó cũng hơi lâu. Tại vì cái này á, thì thường thì ứng dụng cái này, ứng dụng cái việc mà đọc file PDF thì sẽ là ứng dụng cho những bạn mà học đại học. Trở về sau á, học đại học á, thì sẽ phải đọc nhiều cái file Anh văn, cho nên á, là mới xài cái này. Còn mấy bạn mới học lớp 9, lớp 10 thì không có xài cái kiểu này. Xong rồi đó. Nó đang converting nè. Tức là up lên thì nó tự động hết, để chèn mấy cái này vào tự động hết. Bây giờ là để cho thầy có thể đọc cái file PDF nhanh đó, thì thầy sẽ cắt cái trang này ra. Thầy sẽ cắt cái trang này ra, tool nè, vào cái mục page nè, vào cái extract là tách cái file cái trang này ra. Đây nè, extract nó, extract a separate file nè, là tách ra một cái file riêng lẻ. Rồi sau đó thầy sẽ save cái file này ra ngoài desktop. Đó. Sau khi save xong rồi đi ra ngoài desktop á, thì thấy cái này nè, thấy cái này nè, tới có 51.2 KB thôi. Thì lúc này mình sẽ bắt đầu up lại. Mình sẽ kéo thả cái file này vào trong cái trình duyệt Chrome, up lại nó. Rác here nè, rác vào cái chỗ này nè, để mình upload nó. Thì upload được 95% rồi. Thì cái file mới á, vì nó nhỏ cho nên cái tỷ lệ xử lý của nó rất là nhanh, tốc độ xử lý nó rất là nhanh. Sau khi có xong rồi đó thì vào cái get link này nè, còn không á thì vào cái library của mình, vào cái library của mình để mình ấy, hoặc là vào cái upload của mình nè. Nè, sau khi xong rồi nè, review in new tab nè, sẽ mở nó lên ở cái tab mới. Thì bình thường á, khi mà mở trình duyệt mà ở trên cái bánh á, thì không có tổ làm việc được, tại vì Outlook là một cái extension, cái phần mở rộng chạy trên trình duyệt Chrome mà, cho nên á, không thể nào mà ấy được. Thầy đã chèn vào cái BS ngoài thì không có chỉnh gì hết, nó tự động hết luôn. Và cái phần mô tả của thầy á là cái BS ngoài nè, cái title nè, cái phần mô tả nó sẽ là như thế này. Đối với iHancock thì nó sẽ là làm thế này. Thì khi mà là cái file này đó thì iHancock sẽ làm việc được. Thì thầy sẽ bấm là attach key, để thầy bật cái iHancock lên. Thì việc mà cài đặt cái lá thầy chỉ giống em là cài đặt cái phím tắt nhanh đó, bật nè, tắt nè, bật nè, tắt nè. iHancock đã tắt nè, bây giờ đã bật nè. Khi mà đã bật rồi á, thầy chỉ khối nó lại thôi. Questioning. Nó thì rõ ràng là từ một cái file PDF mà khi mà vào script PD á, thì file PDF nó vẫn giữ được đúng cái hình dạng ban đầu của nó. Đồng thời á, hoàn toàn là giống như file PDF ban đầu của nó, và mình có thể sử dụng iHancock để dịch cái file PDF này nè. Thì nếu mà cái này nó convert xong á, thì nó dễ dàng hơn rất là nhiều. Bất kể cái chữ nào á, communication, nó dịch ngon lành luôn và nghe ngon lành luôn, đúng không? Rồi cái này là chỉ dành cho những bạn mà muốn đọc file PDF mà có cái text mà tiếng Anh thôi. Bất kỳ tiếng nào ai hay cấp cấp cũng làm được nha, không chỉ là tiếng Anh. Thì một cái nữa là một số nếu mà có cái trường hợp mà các bạn gặp một cái file PDF mà là cái hình ảnh á, là cái hình ảnh người ta chụp cái hình lại, chứ không phải là cái mình có thể khối chọn cái chữ này. Cái hình ảnh thì khi mà bấm vào á thì nó chỉ là y như một cái hình scan vậy đó, nó không phải là cái chữ để mình chọn được, mà nó chỉ là cái hình ảnh cho mình nhìn thôi. Như vậy là đối với cái file PDF mà chỉ là hình ảnh đó, thì mình sẽ có cách
làm khác để biến cái hình ảnh đó thành cái chữ và đưa nó lên trên mạng để mà đọc. Để mà bật tắt AirPods thì mấy bạn sẽ chọn Manage Extension này nè, chọn cái quản lý cái extension này. Thì cái AirPods như thế này, kéo thẳng xuống này, chọn cái Keyboard Shortcuts nè, vào đây. Thì bật tắt phần mềm thì bấm vào cái nút này, bấm bấm vào nó thôi, chọn nó nè, có khung màu xanh là chọn nó nè, bấm Attach Key là xong, bấm OK một cái. Thì chỉ cần bấm Attach Key là bật mở phần mềm thôi. Nếu mà phần mềm nó không tự động thì phải chỉnh tự như thế này. Ở đây đọc lại câu vừa rồi nè, thì có thể là chọn Attach R, cứ cài đặt cái nút ở trên này thôi. Đây, xong, đó là xong cái video này để hướng dẫn đọc file PDF ở trên AI cấp cấp bằng tiếng Anh, hoặc là bất kỳ thứ tiếng nào cũng đều làm như thế này được. Rồi, chào các bạn.